Ngày hôm nay, Vi Tâm Vóc Việt sẽ gặp gỡ một tay guitar cừ khôi hay một bạn nhỏ có tài năng trình diễn piano nhỉ? Mọi dự đoán đều không phải rồi. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Gia Như, con 9 tuổi ạ. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Đức, năm nay con 11 tuổi. Hiện nay, hai em đã đi tới vòng bán kết của cuộc thi và không ngừng nỗ lực để chinh phục những thử thách sắp tới. Đây là đại diện đầu tiên của Việt Nam mà là cặp đôi nhí Việt Nam mà ít tuổi như này tham gia vào đấu trường này. Và các bạn đã phát được rất là sâu ở vòng bán kết, có một tình kiên trì rất là cao, vừa kiên trì rồi chăm chỉ, rồi nỗ lực rất là nhiều. Bọn con muốn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ và các vị ba giám khảo. Con sẽ luôn cố gắng tập bài thật tốt để được vào đây chung kết ạ. Con sẽ nhảy với nhau đến già, cho đến khi mà không nhảy được nữa thì thôi. Tại vì bọn con rất yêu quý nhau và nhảy với nhau cũng đã lâu rồi, nên là cũng cùng nhau trải qua những cái khó khăn, những cái niềm vui. Mong quý giá những điều mà mình đã thực hiện đối với nhau. Bọn con vẫn luôn cố gắng và đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời này. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều bạn không có điều kiện, không may mắn được như bọn con. Các bạn rất là thích nhảy, thấy cô giáo giỏi để truyền đạt lại những cái kiến thức mà tốt nhất cho những cái học sinh của mình. Cùng chúc cho cuộc hành trình chinh phục ước mơ của Gia Như và anh Đức sẽ trở thành hiện thực nhé. Nơi đây núi Tiên là một hệ sinh thái tự nhiên, đất, nước, gió, những thảm thực vật đã nương tựa và cùng nhau sinh tồn. Chúng tôi TH với tôn chỉ tôn trọng tự nhiên, nâng niu đất mẹ. Mỗi ngày hạt mưa rơi xuống qua từng kẽ lá, thấm sâu vào lòng đất, chắc lọc cùng thời gian, lớp lớp địa tầng rồi dâng trào với dòng sữa mẹ mát lành tinh khiết. TH True Water, nguồn nước ngầm hoàn toàn từ thiên nhiên. TH, tiên phong đồng hành cùng chương trình sữa học đường quốc gia.